Em là chào tất cả các bác nhé. Các bác ơi, thì nay lại ra kiểm tra ông các bác ơi. Đấy, hết mưa rồi, nắng lên rồi, bây giờ ra tiếp tục ra để kiểm tra ông. Và có một cái vấn đề này em xin phép chia sẻ cho các bác này, đặc biệt là các bác mới nuôi ông nhé, để các bác biết các bác áp dụng này. Thì báo cáo các bác là có nhiều bác mới nuôi ông thì vẫn chưa hiểu được cái vấn đề này, là khi mà chúng ta nuôi ong nội ấy, nuôi ong nội thì chúng ta nên để hướng của cái thùng ong của chúng ta như thế nào cho phù hợp nhỉ các bác. Đấy, thì trước tiên để mà trả lời được câu hỏi này thì em xin phép phân tích thêm một số cái ý kiến nhỏ như này, một số ý nhỏ như này để các bác biết này. Cái thứ nhất là chúng ta phải biết được cái đặc tính sinh học của con ong nội. Cái thứ hai này là con ong nội nó khác con ong ngoài ở chỗ nào, đặc biệt là khi mà chúng ta bố trí cũng như sắp xếp các cái thùng ong và hướng nó như nào cho nó phù hợp. Thì xin thưa với các bác là con ong nội nó khác với con ngoài ở chỗ là con ong nội nó định hướng cái cửa tổ nó rất là kém hơn so với con ngoài nha các bác. Đấy, nó định hướng cửa tổ rất là kém hơn so với con ngoài. Còn con ong ngoài thì nó định hướng cửa tổ rất là tốt. Đấy, chính vì thế mà những người người ta nuôi ong ngoài mà người ta nuôi nhiều nha các bác ơi. Những người người ta nuôi ong ngoài mà người ta nuôi nhiều thì thường là người ta bố trí những người đàn ong ngoài nó san sát nhau luôn, san sát nhau. Đấy, kể cả người ta nuôi có hàng trăm, hàng ngàn đàn con ngoài thì người ta phải xếp thành hàng và người ta nuôi sát nhau. Còn riêng con ong nội của mình như các bác này, đặc biệt là các bác mà ai mà nuôi ong nội giống em hiện tại bây giờ em chuyên về ong nội, em không nuôi ong ngoài như các bác. Thì cách bố trí cũng như sắp xếp ong nội của em là như thế này. Có nghĩa là em sẽ không để con ong nội của mình gần nhau như con ong nội như con ong ngoài. Có nghĩa là khoảng cách giữa các thùng nuôi ong của chúng ta này, nó phải tối thiểu là 1,5 m nha các bác, có thể là 1 m vẫn được, 1 m hoặc 1,5 m. Đấy, tuy nhiên là có những thùng là em sẽ không để các cái thùng nó xoay cùng một hướng đâu các bác ơi, xoay cùng một hướng nha các bác. Đây các bác thấy này, lý do là như lúc đầu em nói đó, bởi vì con ong nội của mình nó định hướng cửa tổ rất là kém nha các bác, chính vì thế mà em xoay con ong nội, đặc biệt là khi mà chúng ta nuôi tầm khoảng 10 đàn trở lên ấy, thì các bác lưu ý là các bác nên xoay cả cái cửa tổ của các cái thùng ong nó mỗi thùng nó mỗi hướng nha bác. Đấy là rất là tốt, nếu mà chúng ta làm được như thế là tốt nhất cho đàn ong của mình nha bác. Còn nếu mà cả bác không làm như thế còn thì tất nhiên là con ong nội nó từ từ nó vẫn đi nướng được. Đấy, nhưng mà như thế thì gì ạ, nó hiệu quả khi mà chúng ta nuôi ong nó thấp đi nha bác. Các bác lưu ý cho em như thế. Đấy, nhắc lại với các bác là khi mà chúng ta nuôi ong nội ấy, thì cách bố trí cũng như là chúng ta xoay các cửa tổ của các thùng ong thì chúng ta nên xoay ở các hướng khác nhau và chúng ta nên đặt ở những chỗ nào mà mát mẻ và râm nha các bác, râm mát. Đấy. Đây các bác thấy này. Và em xin phép nói thêm một cái vấn đề như này nữa, là khi mà em nuôi ong thì em không biết các bác như thế nào, nhưng mà riêng con ong nội của em là em vẫn sơn thêm thùng ong nhờ bác, sơn thùng ong nữa. Sơn thùng ong mục đích là để cho con ong nội nó định hướng được cũng như là nó nhân dạng được cái tổ của nó dễ dàng hơn nha các bác. Để tránh cái hiện tượng là con ong nội nó hay đi nhầm vào các cái tổ khác. À, chính vì thế mà gây ra cái hiện tượng là ong nội nó hay đánh nhau là bởi vì thế đấy. Các bác lưu ý cho em nhé. Vì sao mà con ong nội nó hay đánh nhau là bởi vì nó định hướng cái cửa tổ đối với con ong nội rất là kém nha các bác. Này, hay nói khác là nó định hướng cái tổ của nó rất là kém so với con ngoài, cho nên là khi mà chúng ta nuôi ong nội thì đặc biệt là hướng, thứ nhất là hướng, cái thứ hai là chúng ta nên sơn cả cái thùng ong đi để giúp con ong nội nó định hướng cũng như là nó biết được cái nhân dạng được cái tổ của nó tốt hơn nha các bác. Đây. Bây giờ cụ thể hóa cái vấn đề luôn là các bác thấy này. Đây em ví dụ em có cái đàn này nhá. Đấy, thì đàn này là em xoay hướng đông này. Các bác thấy không? Cửa tổ nó xoay hướng đông. Thế còn đối với những đàn này này. Này, đối với những đàn này thì em cho nó xoay hướng tây. Đúng không các bác? Xoay hướng tây này. Đây, những đàn này là em cho xoay hướng tây. Mặc dù nó để sát nhau nhưng mà vì sao là em là cho nó xoay hướng tây cùng một hướng như thế, bởi vì các cái thùng ong này nó có sự khác biệt các bác ơi. Em đã sơn này. Thùng bên kia là sơn gạc, thùng này sơn gạc mà thùng này là em không sơn nha các bác. Chính vì thế mà em có thể để một hướng được này, hay là qua thùng này, qua đàn này thì các bác thấy này. Này, cái cửa tổ của đàn này thì em lại cho nó xoay về hướng nam, đúng không, hướng nam. Còn mấy cái thùng kia em cho xoay hướng bắc. Đây, như thùng này thì em lại tiếp tục cho xoay về hướng nam, thùng này là xoay hướng đông. Đây, ba thùng này em lại cho xoay hướng đông, các bác thấy không. Chúng ta phải tạo được sự khác biệt để con ông nội của mình nó dễ dàng định vị nha, cái cửa tổ nha bác. Đây, bên kia cũng thế. Nói chung là tất cả các thùng nồi của em thì em đều cho nó xoay hướng khác nhau. Đây.
không có chuyện mà tất cả các đàn ông của em để chung một hướng, nó không có cái việc đấy nha các bác. Nên chúng ta lưu ý để chúng ta biết, để chúng ta nuôi ông nội cho nó hiệu quả nha các bác. Thì có một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ về cái việc mà đặt cũng như bố trí cái thú ông này, con ông nội như thế. Em xin phép đưa lên cũng như là chia sẻ cho các bác như thế nha. Để các bác hy vọng là các bác mà mới nuôi, các bác có thể xem được cái video này của em để mà giúp cho các bác nuôi ong hiệu quả hơn nha các bác. Em chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của em. Và các bác ai yêu mến em cũng như là cảm nhận rằng là em nói có ý nghĩa, các bác có thể, các bác thấy hay, các bác thấy bổ ích thì các bác cho em xin một like cũng như một lượt đăng ký và chia sẻ nha các bác. Em chào tất cả các bác.